Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm cộng nếu có của huấn luyện viên Miura sau gần 2 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam là dám cấy vào lòng đội bóng những nhân tố trẻ mà nhiều người cho rằng đó là những phát hiện thú vị để tạo tính kế thừa xuyên suốt. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Nhật Bản vẫn thiếu một chữ duyên với đội tuyển Việt Nam. Trên trang 2 và 3 tờ Thể thao Văn hóa, tác giả Tùy Phong có bài viết: Từ thất bại của ông Miura và U23 Việt Nam, thiếu một chữ duyên. Bắt đầu từ AFF Cup 2014, huấn luyện viên Miura sẵn sàng gạt qua những Anh Đức, Tấn Tài, Minh Châu và một vài thời điểm thậm chí là Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết, Phước Tứ để thay bằng những Huy Toàn, Mạc Hồng Quân hay Huy Hùng. Tuổi trung bình của đội tuyển quốc gia dưới thời ông Miura được liệt vào hàng trẻ nhất trong lịch sử, trẻ hơn cả thế hệ 84-85 từng vô địch AFF Cup 2008 với huấn luyện viên Henrique Calisto. Nhưng bằng với thành công bước đầu cùng Olympic Việt Nam ở Asian Games 2014 trước đó, ông Miura có lý do để theo đuổi mục tiêu mà mình hướng tới. Bắt đầu từ Asian Games 2014, rồi AFF Cup 2014 và chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2016, các nhân tố trẻ trong lòng đội bóng dần khẳng định được vai trò. Tại SEA Games 28 trên đất Singapore, U23 Việt Nam với những cầu thủ trẻ thuộc hàng tinh tuyển nhất của nền bóng đá nhưng đã phải dừng chân ở bán kết. Một nửa kế hoạch của Miura đã thất bại, song cũng rất may, cũng như kỳ AFF Cup 2014 trên sân nhà trước đó, VFF không ra một chỉ tiêu cụ thể nào. Khi đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị giải đấu ở Qatar với độ tuổi trung bình thuộc hàng thấp nhất trong số 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á, ông Miura quyết định chơi một canh bạc tất tay. Nhưng thật không may, vào phút cuối, lần lượt các trụ cột không thể thay thế đã không thể đi cùng tuyển đến Qatar vì nhiều lý do khác nhau. Không thành công tại vòng chung kết U23 châu Á, Nghiêm Mộ đã cạn kiệt kiên nhẫn, ngay cả với ông chủ VFF cũng chưa có biểu hiện nào cho thấy họ sẽ tiếp tục ra đồng với huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản. Song có lẽ huấn luyện viên Miura cũng đã không xem ngày khi đặt bút ký đồng với VFF. Tất cả đều đang đếm ngày tại vị của huấn luyện viên Miura trên cương vị huấn luyện trưởng các đội tuyển quốc gia. Có lẽ sẽ rất ít người cảm thấy tiếc nuối khi ông Miura, nếu có quy cố hương, ngoài chính bản thân ông, phải mộng lớn chưa thành, hỏi sao không tiếc. Một bài viết khác trên tờ Thể thao 24 giờ, tác giả Trúc An có bài viết huấn luyện viên Lê Thụy Hải tái ngộ Thanh Hóa cần một bàn tay thép. Tin tưởng huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng và rất muốn nhà cầm quân trẻ này đứng mũi chịu sào, nhưng do sự kỳ vọng và đặt mục tiêu quá lớn ở V-League 2016, FLC Thanh Hóa phải cần một gương mặt cứng, uy tín hơn để cầm lái. Và lần lượt những cái tên như huấn luyện viên Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn đều được tiếp xúc và đặt vấn đề. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, các bên vẫn không thể kết duyên được với nhau. Cuối cùng, cái tên sáng giá nhất được lựa chọn là huấn luyện viên Lê Thụy Hải. Và chia sẻ của đại diện FLC Thanh Hóa, để thuyết phục được nhà cầm quân đã tuyên bố giải nghệ này, họ phải mất rất nhiều thời gian và tâm huyết. Trước khi huấn luyện viên Lê Thụy Hải gật đầu về làm giám đốc kỹ thuật đội bóng xứ Thanh, đã thực hiện hàng loạt những bản đồ mới, gồm các cầu thủ gắn mác tuyển thủ được đưa về sân Thanh Hóa như Văn Bình, Đinh Đông, Hoàng Thịnh, Tiến Thành. Nhập tịch thành công cho Danny Van Baken, giữ lại tiền đạo Omar và đang tiếp tục tìm kiếm thêm một suất ngoại binh chất lượng trên hàng công. Đội bóng xứ Thanh gần như đã có được bộ khung ưng ý nhất. Với nhân sự, tham vọng lên ngôi ở V-League 2016, FLC Thanh Hóa xác định cần phải có một nhà cầm quân đủ tầm. Ngoài việc kết nối giữa cầu thủ mới và cũ, người đứng đầu chuyên môn phải có thương hiệu đã khẳng định được đẳng cấp của mình.